Mọi người có nè, cầm nè, rụt ra mọi người nè, cầy, cầm rụt ra thiệt với mọi người nha, thiệt là đâu có vẽ ra đâu đó, mọi người xem này, đó, thiệt. Tất cả My cũng vậy cho mọi người xem này, My quen mà nó xuất sắc. Hai em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng làm sao cho My nhanh mọc, dài mọc, cả My cả mày đều dài nhanh, chỉ một combo là ok, là dài mày, là dài My, kể cả mày xăm nha, chân mày xăm hay là mí mắt xăm đều cũng dùng được, ok mọi người nha. Rồi. Trước đầu tiên em cho mọi người coi này, đây chân mày thiệt của em. Đây là em đã sửa chân mày này, để sử dụng hai combo nha, hai combo dày lắm mọi người coi nè, cầm nè, rực rực nè mọi người nè, cầy, cầm rực ra thiệt nha mọi người nha, thiệt là đâu có vẽ ra đâu. Nice. Đó mọi người xem này, đó thiệt. Kể cả My cũng vậy cho mọi người xem này, My của em này đó xuất sắc cho mọi người nha. Bao bị đẹp nè, nhìn mọi người coi này không, My dày, không những dày mà còn dài nữa, My trên My dưới dày và dài luôn. Nên mọi người sử dụng SKN bên em là mọi người ok, yên tâm. Chị nào muốn dày đẹp tự nhiên thì một combo, còn chị nào muốn dày dài rộng thì là hai combo cho em, rất là ok. Và em nói luôn, dưỡng My SKN này hiệu quả gấp 3 lần dưỡng My SEG nha, hiệu quả gấp 3 lần so với SEG, nên mọi người yên tâm. Thứ hai nữa mọi người xem nè, hiện tại á là công ty nó đang có hai mẫu, đây là cây mẫu cũ là mẫu ngắn, và đây là mẫu mới là mẫu dài nha mọi người. Trên thị trường có ba mẫu, may là mẫu ngắn nhất có một mẫu dài hơn một xíu, và cái mẫu đây là mẫu dài nhất, nhưng nó là cùng một công ty. Em nhắc lại, nó là cùng một công ty đổi mẫu thôi, nhưng nó vẫn là 5ml, ok mọi người nha, nó vẫn là 5ml đó chứ mọi người. Rồi ở đây mọi người nha, em đang sử dụng đây, đang cây ngắn nè, còn hai cây dài nè, mẫu cũ và mẫu mới là nó đi chăng nhau, chả khác nhau cái gì cả nha. Nó chẳng qua nó khác là ở đây là mẫu ngắn, cây mẫu dài thôi nha mọi người. Đầu tiên á là mọi người dùng ba cây này thoa cho My, lấy ba cây này thoa cho mày, sáng một lần, trưa một lần, tối một lần, là cỡ nào cũng sẽ dài mày, cỡ nào cũng sẽ dài My, bao cho mọi người luôn thôi. Sử dụng theo cách của em, mà không dài mày, mà không dài My, quay lại bên em như trúc beauty hoàn tiền cho mọi người, nói danh dự nha mọi người, nói danh dự mọi người ạ. À, trong ba cây này mọi người lấy cái video này mọi người thoa trước, sáng lấy cây video thoa trước nè, đó thoa lên thì mọi người xem nè, nhìn nè, nheo mắt lại thoa vào chân My ấy, đó dưới chân My luôn đó. Rồi lấy cái này thoa chân mày đúng nha mọi người nha, thoa mày luôn đây, thoa mày luôn đó, đây tương tự bên đây y chang như vậy. Một phút sau khô serum rồi, mọi người lấy cây dưỡng mày nè, mọi người lấy cây dưỡng mày thoa lên đó. Rồi cây dưỡng mày nè thoa lên, này em xài gần hết nè, nè đó, chút dạch lên, thoa sát chân My cho em, thoa sát vào chân My như thế này nè, để sao nó nhanh mọc mi, nhanh mọc mi con và nhanh dài mày, nhanh dài mi nữa đó. Đó lên như thế này nè, đó, mọi người thấy My của em đã không, xuất sắc nha, không cần dùng mascara luôn. Rồi mọi người để cho nó khô, một phút sau khô serum rồi, dùng cây ban ngày nè thoa lên, ban ngày nè mọi người thoa lên đấy, thoa lên đó, xuất sắc nha. Biết phép cho My nè, đấy biết phép cho chị. Tương tự mắt bên này y chang như vậy nha mọi người, vì thời lượng ít nên em là ít thôi, y chang như vậy, lấy ba cây thoa cho mày, lấy ba cây thoa cho My, sáng một lần, trưa một lần, tối một lần, cỡ nào cũng sẽ dài mày, dài My. Thoa khoảng 3 đến 5 ngày bắt đầu nó dài, nó mọc rồi, sau một tuần thấy dài rõ luôn, yes. Còn chi là 10 ngày đâu mọi người nha, một tuần nó dài rõ luôn. Rồi một combo là dài mày, là dài My nha mọi người, dùng theo cách của em, mà không dài mày, mà không dài My, quay lại bên em phòng tiền nha mọi người nha. Em xin nhắc lại nha, mẫu cây cũ hay cả cây ngắn hay cây dài đều là cùng một công ty nha mọi người nha. Mọi người có thể xem nè, nhà ngày sản xuất đó là mọi người biết không, nó cũng là công ty, nên mọi người yên tâm. Mua hàng là phải kiểm tra hàng, phải có mộc đỏ của như trúc beauty như thế này nè mọi người, phải có mộc đỏ của như trúc beauty mới nhập hàng, không có cho là bị về cho em. Rồi mọi người mua hàng cứ yên tâm nha, khuyên lấy ba cây dùng, lấy ba cây thoa luôn, nhanh dài màng, nhanh dài My, hai người dùng combo cũng được luôn.